Bài nhắc các buổi cuộc đời con hát được mà con còn khỏe mà con sẽ hát bài các buổi cuộc đời sao đâu về uống thuốc nôn rồi cũng đỡ em chị nên hai chút lên ra hỏi thăm anh Thái sao. Vâng, mẹ Thái ngồi buổi sáng từ sáng là nó yếu. Bác sĩ gặp anh bác sĩ nói là bây giờ không còn một cái phương pháp gì là có nghĩa là ruột gan là hỏng hết rồi, phá linh tinh là không còn cái gì để ăn xâm lấn rồi, ruột là tắc hết rồi, mổ bây giờ cũng không còn mổ được, không làm gì được, tiên lượng rất xấu, tiên lượng của em là mất bất cứ lúc nào. Hồi sáng là lên cơn là gần mất rồi đấy. Đi đây có cô này, cô sợ luôn rồi. Dạ dạ dạ. Lúc cô là chứng kiến là em gần đi là có cô đâu, anh mới chạy lên là bác sĩ là điện gấp. Bây giờ quyết định lúc dạ tôi quyết định nhanh, bây giờ quyết định nhanh lên. Người đen phải không đi. Người đen rồi, mặc đen đi xe để cho nó đi. Nó vừa ăn xong bây giờ nó vẫn còn tỉnh táo. Bác sĩ bảo đấy, cũng chỉ được 1-2 ngày nữa thôi chứ không thể kéo dài hơn được. Hết khả năng, bác sĩ hết khả năng rồi. Bây giờ là chỉ có ở đây thì cũng chỉ điều trị giảm đau để em không đau thôi. Còn ở đây thì chứ còn giờ bác thấy nó là ruột gan này chi giờ nó không còn cái gì hết. Nên là nó dính cái quai ruột, nó dính hết là nước bên trong ứ hết rồi. Sáng nay anh xả là toàn máu là máu rồi, không có dịch nữa. Là bao nhiêu máu á. Bây giờ cô đi về đã, về là cô đi về. Nên là chắc nghĩ là tôi cho về nhà một ngày nào thì 2 ngày đấy thôi, chứ bây giờ đó là ruột gan là giờ nó dính, nó không còn hoạt động nữa nè, không còn làm việc nữa, thế là chèn nấn rồi. Nó là bác sĩ nói là nó sĩ thì nói là không còn một cái phương pháp nào nữa rồi. Nên là bây giờ tiên lượng của em rất chi là xấu. Vừa nãy thì có qua cái cơn nguy kịch, qua cơn nguy kịch của trong ngày thôi, nhưng mà có thể là em lại bị lúc nào có thể lên cơn mất lúc nào không hay. Người nhà phải chuẩn bị cái tâm lý đi. Bây giờ thì nằm đây cũng có điều trị thôi, chứ còn không điều trị giảm đau. Đau này quyết định cho về gặp mẹ với lại em mất ở quê đâu. Nó ở đấy là có phải lo ở đây được đâu. Bây giờ giấy tờ sau rồi, chuẩn bị thủ tục rồi mình về cho anh. 1:30 mới làm việc. Trời sao lâu dữ rồi. Nhưng còn mà không, nếu mà không ấy là mình mà xác định quyết định về thì mình coi như mình bỏ bệnh viện là mình về thôi. Đưa xe mình về, mình chỉ vào nói bác sĩ là em xin về. Mình ấy chứ không phải chờ đợi vì làm thủ tục rất đi rườm rà. Bác sĩ cũng nói thông báo cho anh như thế. Là để mình gia đình mình biết là chuẩn bị cái tinh thần là bất cứ lúc nào là đưa em về là mất lúc đấy đấy. Tự dưng ngày lên lấy giờ nó khỏe nó hát đủ kiểu đâu, chắc là làm đâu biết đâu, tự nhiên là nghèo như là gần đất xa trời đấy. Nó muốn về gặp mẹ nó lắm rồi. Dạ dạ. Thôi để nó về đi, nó về sớm đi rồi mình xem thử biết đâu. Mẹ có một cái phương pháp rồi lá đây là cuối cùng thôi, chứ bây giờ không còn cách nào vậy. Ở đây bác sĩ mà chỉ có được 1-2 ngày nữa thôi, tiên lượng của em quá xấu rồi. Không còn đi thì đêm hôm qua anh trông ở đây hết rồi. Đêm qua là đau lớn và yếu. Nhưng mà anh biết sao không, giờ là đưa nó về uống 3 viên giảm đau không ăn thua. Thuốc của em uống cũng không ăn thua, 2 viên bệnh viện không ăn thua. Nên là nó hết tác dụng rồi. Thôi đi vô đi, mình đi vô đi để em hiểu rồi. Chắc mình quyết định là không được. Ok.
Tự rút cho nó đi. Thôi đừng. Từ từ rút. Bố bác sĩ bó tay để ra được chi nhé. Từ từ vì bây giờ bác sĩ cũng không truyền được nữa, truyền nó phù phá, truyền nữa vỡ bụng căng hả? Coi như mình cố gắng niệm Phật cho em đi. Đừng ai khóc nè. Người em nặng nề quá hả? Cục này không cho vô được. Cục anh nhỏ không cho vô được. Em không ngon như thế này. Thôi em bình tĩnh đi ha. Bình tĩnh. Không sao đâu em ạ. Có nhiều trường hợp như em đó ha. Anh nghe rất là nhiều cô chú bác sĩ cũng trả về đó, nhưng mà về nhà uống thuốc nam là lại khỏe bệnh, em hiểu không? Em đừng có bi quan như vậy. Không. Nhưng mà cứ cục nó khác á. Gọi là không có ơi giống như em đang. Em vượt qua nhiều lần rồi. Lần này em cố gắng nữa đi. Nha. Đau. Đau đây. Tôi đi ngủ. Trời ơi, bữa rồi sao mà khỏe bữa được 2 ngày hả? Bác sĩ nói là bây giờ ruột của chị mổ hoặc cắt cái đoạn giãn đi rồi, nhưng nó cũng giãn lại cái chỗ khác, nên nó đãi cái cục này ra, có đưa vô cũng không được. Sao bây giờ anh nghỉ ngơi đi, anh cũng người ơi anh nhớ ta là cát bụi. Sẽ gì cát bụi thì xin độ toàn tính thì không đời như thoáng mơ, được mắt ta đâu hỏi ai có bao giờ không trở về. Thôi thôi chị. Hết cát bụi đời. Thôi em hát chừng đó được rồi nghe. Cô chú anh chị nghe em hát rồi đó nha. Em hát nhiều lắm. Mà biết em thích bài gì nhất không? Ngày xưa em đi hát rộng, em hát bài Gái nhà nghèo đó anh. Bài đó là nuôi sống gia đình của em anh. Bài Gái nhà nghèo em cất lên tiếng hát là người ta mua kẹo ủng hộ cho em anh. Em vốn mang thân con gái nhà nghèo, thời cha mẹ già lo đàn em thơ, tuổi trăng đôi tám mi miều mà em nở ước mơ nhiều. Sáng giờ nó cứ hát suốt vậy đó cô hả? Không, bây giờ mới hát đi hả? Sáng là cứ đồng đau cả buổi sáng, từ sáng bắt đầu cô lên cái nào. Dạ. Đau suốt từ buổi sáng, không hơi lúc đau nào. Mà
khổ đau thì cứ xoa xít xong rồi là lăn bóp rồi là về sau nó không cho lăn, nó bảo đau quá nó kêu rời cái đất lên ạ. Mình gọi bác sĩ sang thì bác sĩ cũng bảo là bây giờ cái ruột của em là nó chèn vào cái u rồi, không đến cơn đau là nó đau không thể làm gì được, thì bác chỉ cho uống giảm đau thôi. Thì chỗ uống giảm đau thì bác lại bảo chỉ có giảm đau không có cái thuốc gì, bây giờ nếu mà muốn động đến cái chỗ kia thì lại phải chờ người ta còn để ấy, bác sĩ bảo không không dám can thiệp đến. Và bác sĩ sang lên hai lần từ sáng rồi em nó cứ bảo thì bác sĩ can thiệp vào cho cháu đi để cho cháu đỡ đau, nó cứ bảo thế, nó cứ kêu nó bảo bác sĩ thế, nhưng bác sĩ lắc đầu không thể được, không thể bây giờ mà động vào không được, nó bây giờ nó chèn vào u mà chèn vào ấy rồi không khỏi được, không nó nhỏ trước đi ha. Bây giờ cứ đưa bác Hạnh về nhà đi rồi biết đâu uống thuốc nam nó khỏe bác ha. Thế mới bảo là bây giờ bảo cháu đưa về trong nhà quê, trong quê mấy mẹ cháu. Nó bảo là nó không về nhà chỗ. Nó về quê mẹ cơ. Về quê với mẹ. Và nó đòi về đấy. Nó đòi về từ sáng cơ bác Hải ạ. Rồi suốt từ sáng nó đòi về bao lần rồi thì cứ bảo chờ Thái mới lại chờ bác chị ra thì là cho con về. Là vào nó có đòi về từ sáng rồi đấy. Nó đọc vào mẹ cho con gái gọi anh Thái đưa cho con về. Mấy lần từ sáng rồi. Thế thì chắc Thái nó lên mẹ bảo. Vâng, thế là từ lúc hôm nay bắt đầu từ sáng này là cháu nặng rồi. Đập ra máu luôn. Quang trọ trong gia cho ta nhiều mơ mộng. Thôi em bước rồi. Mẹ mẹ đây. Mẹ có thương nhỏ không? Mẹ nhớ lo cho hai đứa cháu giúp con. Con xin lỗi mẹ. Mẹ nhớ. Vì con không thể nào thôi. Lo cho hai đứa đến khô lớn được. Mẹ sẽ bất vả lắm. Giúp con đi thôi. Bây giờ đưa con về nhà xong là xác thuốc lan cho con uống để con tỉnh lại, khỏe lại, nó sẽ cứ bệnh giật nó tan, tiêu tan nó khỏi không ạ. Thì uống thuốc nó khỏi mà. Nhiều người ta uống thuốc lan, bệnh viện giả về người ta uống thuốc lan, người ta cũng khỏi bình thường. Về nhà trước mắt thì tham nhỏ ít bữa, thăm nhà, thăm mẹ, thăm anh, thăm nào ấy thuốc cái đùi muốn anh phải là không có chuyện lo. Hồi nãy bọn em được nửa chén cơm mà nửa chén canh là khỏe đúng không? Em mới vừa ro lúc em qua kho có bóng rồi ro em nửa chén cơm chén canh ngon lành luôn, ngon luôn. Nghe gọi biết hả? Nào con khỏe ra đấy, con lấy đâu con phải uống thuốc lan nhé. Anh thở, anh thấy có ai bị độc mà mai mém như em không anh? Được mẹ chồng thương nè, chồng em thương nè, có hai đứa con nè, rồi được nhiều cô chú thương nữa nè, đúng không anh? Đúng rồi. Em may mắn lắm anh. Nhưng cuộc đời đâu suôn sẻ như mình muốn đâu. Mẹ ơi, con kiếp sau con vẫn muốn là con dao của mẹ. Kiếp này con không thể nào. Con không nghĩ nhiều, con không nghĩ nhiều làm gì. Con chỉ nghĩ nhé, con cứ vui vẻ lên để con về con chỉ sắp phút của con cũng uống, không có nghĩ nhiều còn cho em uống là em khỏe là em đau. Em còn ăn nửa chén cơm, nửa chén canh là em còn khỏe. Quê em đau em được chi đâu nhé. Con khỏe không? Khi uống thuốc bên này cần lại uống thuốc khỏe. Khủng tục á. Bác sĩ đưa đây mà báo qua rồi bác sĩ bảo không tiết phí lấy rồi đấy. Dạ dạ. Còn đóng thanh toán là mình lên thanh toán viện phí sau. Về quê thăm rồi rồi bữa nó rồi không có cũng được. Quê chơi thăm rồi. Vui đành gian dở từ đây nhớ anh mà duyên không thành. Hạnh ơi. Em bình tĩnh lại đi nha, không có sao đâu, em không phải là... Đấy, anh Hải từ trước giờ anh vẫn bảo khuyên con là bao nhiêu lần như thế, con vẫn vượt được mà, vượt qua được mà. Em biết rằng là trên kênh của anh rất là nhiều trường hợp, và cũng gọi cho anh là bệnh viện trả về đó, em nhớ không? Rất là nhiều luôn chứ không phải ít, hàng trăm ca nhưng mà họ vẫn khỏe mạnh bình thường đó em. Gần nhà anh có một người đó, nha. Gần nhà anh có một người,
đứt kim. Dạ, cái môn massage đâu cái anh biết massage này. Xe có sẵn rồi. Dùng cây xe để chè xuống chưa? Đang là không rút này, không chuyền. Không sắp đồ thôi. Chỉ sắp đồ. Em là bà gì? Chở gì thôi em về em qua. Ừ. Hôm qua anh chở chị hai em về. Cảm ơn anh nhiều. Chứ bây giờ là về thẳng nhà nhé. Về thẳng quê nhé. Nhé. Về chứ. Anh thẳng quê nghe chưa? Xong rồi khỏe mạnh lại ra Đà Nẵng nhá. Nghe chưa? Tí về đón con nữa nhá. Bảo à, nhớ đâu. Đón đón đi con nhá. Trường con nó học hành rồi nó bỏ dở. Không, nó không có học ngày ngày. Xin nghỉ vài ngày về quê chơi được nhá. Đấy, về quê chơi. Về đang xin đặt hàng. Bây giờ là xong mình ấy là mình cứ ký giấy mình về thôi. Lúc nào thủ tục thanh toán thì bác sĩ cũng giải thích là tình hình em là bạn người đấy. Thôi em về lấy xe em chạy xuống đây là em đón đi luôn. Bây giờ phải tính là khi về thì đi em này chứ đông người này là cả bà cô người cũng nhỉ, xe chúng không hết được. Tức là hai xe không thì bây giờ anh quan trọng là anh lên xe anh bảo hạn này. Đấy còn ý là giờ nếu mà có xe cứu thương thì xe cứu thương á nó chở đi hết không, chừng đi người đi hết không? Hả? À sợ. Thôi mình đi xe đó. Hay là mình thuê thêm một cái xe nữa. Không được rồi, để em nói là giàu không qua chở về. Giàu đi qua hai xe luôn. Em giàu bây giờ anh phải chạy về nhà này, anh đón con này. Xong mới về được đó. À. Mẹ cùng mẹ về qua nhà đã. Đây mất công lắm, mất công phải không? À, muốn về nhà trọ gì? Về nhà trọ, về nhà trọ chút rồi để về. Em về nhà trọ. Xong là về có hiểu. Bây giờ là nhưng mà bây giờ về nhà trọ anh chú Hải không phải chạy về lấy xe đâu. Xuống bồng thẳng đây là bắt xe về. Về trọ. Không là là. Rồi. Cái này em cần đem không, em cầm luôn nè. Hóa nó bỏ hay nha. Hóa đây chú Hải chở đi. Rồi. Về phòng trọ trước đúng không? Thôi em chạy lên lấy cái nạng nghe. Ủa, nạng quen trên đó hả? Hả? Ừ, chú. Hả? Ừ, chú. Rồi, để em chạy cho em chạy. Chạy đi. Để trong đầu đây. Xong tiếng. Không phải là con không? Dao cầm rồi, không sao đâu, cứ đem đi. Bây giờ anh về vòng trọ một chút cả nhà rồi biết rồi. Bây giờ anh đi về quê cả nhà ơi. Dạ. Từ từ nha. Đang ra. Đây rồi. Sốt nữa mà phần do mà trước mình đi không ăn được đúng không cô? Không ăn không? Không, ai cũng đi ăn được một bữa được nãy cái cơm đó chú Hải. Ăn ngon lắm, hôm trưa còn ăn được miếng còn ngon. Hôm trưa thấy ăn ngon nhất. Ăn ngon miệng lắm. Ngon mà ăn. Đó là giống như lâu quá không về thăm mẹ, bữa nay về thăm mẹ thôi. Về thăm mẹ, thăm em, biết là về quê cho nó thoáng. Cô bình tĩnh đi. Bình tĩnh không có chi đâu. Trời quyết định hết. Cứ bình tĩnh.
có hai ngà là khỏe thôi đúng không? Hai ngà là chị Hà vừa rồi nói đúng không? Nói chung cái ngày này là dữ dội nhất trên đời. Dữ dội nhất là cô thấy lần đầu tiên đó, trời ơi cô khiếp luôn mà. Ngày hôm nay đấy. Tái te luôn á, ngồi mà coi như là run cả người luôn. Không sao là em mới chạy. Nó đau quá nên nó sảng. Em biết là em ngồi này nó đỡ rồi đó. Nó đau quá nên nó sảng. Nằm chập lại phải đỏ lên. Thở không được. Ừ. Kiểu nằm cái khi nó cong lại chứ. Đau rồi âm nằm đỡ xuống đỡ lên đỡ xuống đỡ làm cho thẳng người nè. Mà không được. Sáng bác bầm là đứng lên nãy đứng qua đây hôm qua thế con bồng đứng lên nó bảo bồng đi ra ngoài nhưng con là thôi bây giờ khuya không bồng ra ngoài nữa. Tới nhà cả nhà ơi. Con đây. Từ từ nghe. Cô cho đỡ cái đầu nghe. Đỡ đầu ơi. Cô cái dây dắp dây nghe. Dắp dây thế rồi. Nó có cầm đi ạ. Mở cổ. Thả cổ xuống xí gì bà. Mà. Từ từ mình đang ra kinh rứa. Đi nhẹ 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 nhẹ. Từ từ. Tới nhà rồi. Thôi đừng khóc cô. Cô đừng có khóc. Khóc đừng có khóc. Đừng khóc không có gì khóc. Cô đừng có khóc, đừng có khóc cô. Khóc là nó cứ niệm Phật đi, đừng có khóc.
xuống đi, đã cả cái giường để đi cô xuống nè. Thôi xuống, xuống mắt gì cả. Để qua giường đây. Để qua giường đây giường đây anh chị. Để qua giường đây. Để qua giường đây đó. Không có giường gì nè. Lót cái mền đi. Để qua giường đây đó. Có được mà. Thôi cô bình tĩnh, cô bình tĩnh cô ạ. Đưa gói vào cái hông cô ạ. Dưới đi. Đây, ngồi xuống cái này. Không, không, cô. Cô đừng chờ lên giường nó gãy nha. Thôi cô ơi, bình tĩnh, không sao hết cô, không sao hết chứ, không có gì hết chứ. Ấy là về nhà chữa nữa chứ còn không phải là cô khóc rồi là nó mệt á, nó tức ngực thêm đó. Vô. Để ngồi. Không. Để cái đi ngồi đây. Đưa cái bông mông đi. Rồi. Không có bộ trong đó rồi. Em bộ cái đã. Đưa cái mền này. Cái mền. Kéo đi. Cô bình tĩnh nghe chứ cô lòm đó là hắn nặng, bé Hạnh nó nặng thêm đó, bởi vì hắn về đây để chữa thêm chứ không phải là về đây sao hết. Thôi cô im cô đừng nữa. Thôi cả nhà ơi, Hải cũng chia sẻ một chút là Hạnh đã về tới nhà rồi cả nhà. Rồi. Còn Hải cũng mong là cô chú anh chị cũng cầu nguyện cho Hạnh ha. Để Hạnh có phép màu, bây giờ về nhà thì cũng uống thuốc nam cả nhà. Bây giờ lên cơn sốt lại. Rồi, cũng xin chào cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị cùng cầu nguyện cho Hạnh nha. Dạ. Yeah.